Cẩn thận kiểm tra những quả bưởi da xanh to đều chuẩn bị giao cho thương lái. Bà Shameli Thị Thanh, ngụ ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, phấn khởi cho biết, sau 5 năm trồng và chăm sóc, đến thời điểm này, vườn bưởi trồng xen canh sầu riêng rộng 1,8 hectare của gia đình cho thu hoạch ổn định. Trung bình mỗi cây bưởi đậu được gần 40 trái. Toàn bộ số bưởi trong vườn đã được thương lái đặt mua với giá bình quân 30.000 đồng một ký. Trước đây trồng bắp thì nó không hiệu quả lắm. Và chuyển sang trồng bưởi với cây sầu riêng. Thấy cũng được. Đường thì bán cũng được giá thì có 1 ký 30.000, 35. Nhờ cái trồng bưởi gia đình mình cũng tạm được một chút. Trước kia là trồng bắp thì nó mệt lắm. Những cái là con cạn rồi thuê người, rồi bơm thuốc, mua thuốc rồi mua giống, nó đúng lắm. Bây giờ thấy trồng bưởi thì sướng. Nhờ hiệu quả kinh tế mang lại, đến nay diện tích trồng bưởi da xanh trên địa bàn xã Phước Bình đã mở rộng lên trên 160 hectare, trong đó khoảng 50% diện tích đang cho thu hoạch trái ổn định. Đảng bộ chúng tôi cũng xác định là cái công tác là chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những cái khâu đột phá để mà phát triển kinh tế của địa phương. Và đến nay thì phải nói rằng là cái diện tích mà nhân dân đã thực hiện chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng thì phải nói rằng là cũng đã đáp ứng được đến 40% cái diện tích có cái cây trồng giá trị kinh tế cao như là sầu riêng và bưởi da xanh. Còn lại thì các cái trên vùng đất mà có độ dốc trên 15 độ thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền bà con trồng những cái loại cây ăn trái như là chuối. Trong năm 2020, để nâng cao hiệu quả sản xuất, xã Phước Bình tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền vận động bà con sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ để nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm. Đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bưởi với hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản chất lượng, an toàn thực phẩm Phước Bình, hỗ trợ sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho bà con, hướng tới phát triển vùng sản xuất bưởi tập trung theo hướng bền vững. Để nâng tầm thương hiệu bưởi da xanh Phước Bình trên thị trường, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục hỗ trợ địa phương thực hiện dán tem điện tử để truy xuất nguồn gốc, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ thông qua các hội chợ thương mại, triển lãm, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm bưởi da xanh Phước Bình của Ninh Thuận tới các tỉnh thành trong cả nước.